Thưa quý vị, bên cạnh ưu thế về dịch vụ, một trong những yếu tố làm nên thế mạnh của du lịch Đà Nẵng chính là những di sản văn hóa tồn tại lâu đời được duy trì và bảo tồn đến hôm nay. Gắn kết phát triển du lịch với khai thác bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa đang là hướng đi được thành phố quan tâm hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, danh thắng Ngũ Hành Sơn từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố Đà Nẵng, là điểm tham quan nổi tiếng đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, Mang Nhai, Ngũ Hành Sơn mang nhiều giá trị vượt ra ngoài ranh giới của một quốc gia. Di sản tư liệu Bia Mang Nhai, Ngũ Hành Sơn được UNESCO ghi vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sức hút của danh thắng vì thế càng được nhân lên. Chúng tôi giữ gìn một cách tốt nhất và nguyên trạng và phối hợp với các ngành liên quan để mà trùng tu tôn tạo và bảo quản cho nó tốt. Đặc biệt chúng tôi đang phối hợp với bảo tàng cũng như các đơn vị liên quan sẽ xây dựng cái hệ thống tuyên truyền tích hợp những cái dữ liệu đối với cái Mang Nhai để mà tuyên truyền. Một điểm đến nổi tiếng khác, di tích quốc gia Hải Vân Quan cũng đang được Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế phối hợp đầu tư gần 50 tỷ đồng để trùng tu và hiện đã hoàn thiện các hạng mục chính như cổng vòm, nhà trú sở, vũ khố, tường thành và một phần của con đường Thiên Lý, dự kiến đón khách tham quan vào cuối năm nay. Lãnh đạo thành phố luôn luôn quan tâm chỉ đạo ngành văn hóa, bảo tàng Đà Nẵng tiến hành đánh giá thực trạng hiện tại và đưa ra các cái giải pháp tu bổ, tôn tạo, phục hồi cũng như là phát huy các cái giá trị di tích. Có thể nói, tiềm năng của thành phố Đà Nẵng trong phát triển du lịch văn hóa là rất lớn. Để phát huy giá trị và quảng bá các di sản văn hóa phục vụ du lịch, thời gian qua, thành phố đã đầu tư tôn tạo, bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc trưng truyền thống của địa phương, hình thành các tour, tuyến du lịch kết nối các điểm di sản, các lễ hội truyền thống. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, lấy việc bảo tồn di sản văn hóa bền vững gắn với phát triển du lịch làm trọng điểm, mang tính chiến lược lâu dài, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Cộng đồng bà con Cơ Tu chúng tôi ở ba thôn Tà Lan, Giàng Bí, Phú Túc cảm thấy hết sức là có ý nghĩa. Cái thứ nhất là về vấn đề qua đợt tập huấn này nâng cao cái trình độ của bản thân chúng tôi là người đồng bào Cơ Tu để về vấn đề cái cách bảo tồn và giữ gìn và đồng thời cái giá trị của di sản của mình. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc khẳng định bản sắc văn hóa mảnh đất và con người Đà Nẵng là cơ sở để xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch địa phương.